Chào các bạn. Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách làm hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Chọn thủ tục thu. Phần 1. Tạo và nhập số liệu. Chọn thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Tại bảng chọn kỳ kê khai, các bạn chọn đúng tháng của kỳ kê khai.